Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức bóng đá. Mời các bạn luôn theo dõi tin hay nhất, nhanh nhất và chính xác nhất của chúng tôi. Derby Việt Nam xáo trộn nhân sự, thầy Park ứng phó linh hoạt. Nhiều điều không may mắn đã đến với đội tuyển Việt Nam ngay ngày đầu tập luyện khi có nhiều ca chấn thương buộc huấn luyện viên Park Hang-seo phải có sự điều chỉnh để kịp cho kế hoạch chuẩn bị hai trận đấu tới tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Nhiều trụ cột rời đội. Trong đợt tập trung lần này, huấn luyện viên Park Hang-seo đã gọi 28 cầu thủ để có thời gian vừa sàng lọc nhân sự và lên bộ khung cho trận đấu với Oman cũng như Nhật Bản tới đây. Nhưng thật không may khi hôm qua, những thông tin không vui liên tiếp ập đến Derby Việt Nam. Chấn thương tràn dịch đầu gối của trung vệ Tiến Dũng nặng hơn kết quả kiểm tra ban đầu và anh cần thêm ít nhất 2 tuần nữa mới có thể tập luyện. Điều đó khiến ông Park khá đau đầu bởi Tiến Dũng là trung vệ, cứng cựa, thường xuyên được xếp đá chính trong sơ đồ 3 trung vệ. Tiến Dũng đã phải rời đội chỉ sau một ngày lên tuyển để trở về câu lạc bộ chủ quản Viettel điều trị chấn thương. Trong khi đó, tiền vệ Văn Đức cũng đã phải rời đội ngay sáng hôm qua. Tiền vệ người Nghệ An được chẩn đoán rách cơ đùi nên ông Park không thể mạo hiểm chờ đợi ngày anh hồi phục. Cần nhấn mạnh rằng thời gian gần đây Văn Đức có phong độ khá tốt. Việc anh không thể góp mặt ở hai trận đấu tới là tổn thất không hề nhỏ, nhất là trong bối cảnh nhiều đồng đội chơi ở vị tiền vệ không có được phong độ cao nên khi anh vắng mặt sẽ khiến ông Park đau đầu. Cùng lúc không có sự phục vụ của Văn Đức, Tiến Dũng, hôm qua, ông Park đã phải có những sự điều chỉnh khi ông quyết định gọi trung vệ Văn Nam và tiền vệ Đức Huy lên tuyển. Nếu như Đức Huy là gương mặt quen thuộc, từng lên tuyển nhiều lần thì đây mới là lần đầu tiên trung vệ của SL Hà Tĩnh là Văn Nam được ông Park đưa lên tuyển. Trong ngày hôm nay, Văn Nam sẽ có mặt tại Derby Việt Nam còn Đức Huy sẽ lên tuyển sau khi cùng Hà Nội đá bù vòng 1 V-League gặp Thanh Hóa tối nay. Các tân binh hòa nhập nhanh. Trong đợt tập trung này, bên cạnh các gương mặt gạo cội thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã trao cơ hội cho các tân binh trong đó đáng chú ý có tiền vệ Hải Huy và trung vệ Việt Kiều Ariano. Hôm qua, trong buổi tập đầu tiên của Derby Việt Nam, mọi sự quan tâm dồn về bộ đôi tân binh này. Về cơ bản, cặp đôi nói trên đều là những cầu thủ dày dàn kinh nghiệm đã chinh chiến nhiều năm tại đấu trường V-League nên khán giả, giới chuyên môn đều đánh giá cao tài năng của họ. Lần đầu tập luyện cùng các đồng đội, Hải Huy và Arino không có dấu hiệu choáng ngợp mà ngược lại họ hòa nhập khá nhanh, bắt kịp các bài tập chiến thuật mà ông Park đề ra. Trong bối cảnh Derby Việt Nam bị sứt mẻ lực lượng, nhiều trụ cột không thể góp mặt vì chấn thương thì cơ hội để Hải Huy hay Ariano được huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng là điều không quá ngạc nhiên. Dù là cầu thủ trưởng thành từ nước ngoài nhưng Ariano có thể trao đổi với đồng đội bằng tiếng Việt nên đã xóa được rào cản ngôn ngữ. Trong khi đó, Hải Huy đang được xem là linh hồn trong lối đá của Hải Phòng. Cầu thủ này rất quen với cách đá phối hợp nhỏ, di chuyển rộng và đặc biệt khả năng sút xa rất cừ của anh là vũ khí lợi hại cho đội tuyển. Ở tuổi 31, Hải Huy vẫn bền bỉ, dẻo dai với những pha xử lý bóng tinh tế và nhìn cách đá của anh có rất nhiều nét tương đồng với Hùng Dũng. Derby Việt Nam đã bước vào quá trình chuẩn bị cho hai trận đấu với Oman, Nhật Bản và dù mất nhiều con bài quan trọng nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo đã khá nhanh nhạy để đưa ra những sự điều chỉnh đảm bảo cho kế hoạch của mình. Tiến Linh và Hoàng Đức tập riêng trong buổi tập thứ hai của đội tuyển Việt Nam. Buổi tập chiều nay, ngày 16 tháng 3, của đội tuyển Việt Nam tiếp tục diễn ra trong bầu không khí hứng khởi và với sự tích cực của các cầu thủ. Mặc dù chưa hội tụ đủ quân số do nhóm, các cầu thủ thuộc câu lạc bộ Hà Nội vướng lịch đá bù vòng 1 tại Nike V-League 2022 và phải tới ngày mai mới lên tập trung. Nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã bắt đầu triển khai một số nội dung rèn về kỹ chiến thuật. Tuy vậy, ở buổi tập chiều nay vẫn có hai cầu thủ phải tập riêng là tiền vệ Hoàng Đức và tiền đạo Tiến Linh. Hoàng Đức bị đau ở gối ở mức độ nhẹ và có thể trở lại tập luyện cùng các đồng đội vào ngày mai. Trong khi đó, Tiến Linh chỉ bị tổn thương phần mềm mu bàn chân nên cũng sẽ sớm bình phục trong mùng 1 tháng 2 ngày tới. Theo quan sát, các cầu thủ mới gia nhập đội tuyển như thủ thành Tuyên Quang, tiền vệ Hải Huy, hậu vệ Adriano Smith đều thể hiện khả năng hòa nhập rất tốt với môi trường đội tuyển. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng dành khá nhiều sự quan tâm đối với nhóm cầu thủ này và trực tiếp có những thị phạm cần thiết trong buổi tập. Trong đợt tập trung lần này, DT Việt Nam chứng kiến nhiều mất mát về mặt lực lượng. Có tới 6 cầu thủ trong danh sách triệu tập trước đó của thầy Park không thể có mặt. Đồng nghĩa với điều đó, 6 gương mặt mới đã được gọi bổ sung. Theo đó, Nguyễn Văn Hoàng, Châu Ngọc Quang, Đỗ Thanh Thịnh, Nguyễn Thanh Bình, Đào Văn Nam và Phạm Đức Huy đều được triệu tập lên tuyển bổ sung. Dự kiến, đội sẽ tập ở Hà Nội cho đến khi tham dự hai trận đấu thuộc vòng loại World Cup gặp Oman và Nhật Bản.
Các tân binh của tuyển Việt Nam bắn tín hiệu vui cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Các tân binh được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập lên tuyển Việt Nam đang hòa nhập rất nhanh cùng toàn đội. Chiều ngày 16 tháng 3, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại Trung tâm Đào tạo trẻ VFF để chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Hiện tại, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn chưa có đủ quân số. Trong tay do nhóm cầu thủ của Hà Nội FC vướng lịch đá bù vòng 1 V-League 2022 và phải tới ngày 17 tháng 3 mới có thể tập trung cùng toàn đội. Dẫu vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã bắt đầu triển khai một số nội dung để rèn luyện về chiến thuật cho các cầu thủ. Trong buổi tập chiều nay, hai cầu thủ là tiền vệ Hoàng Đức và tiền đạo Tiến Linh phải tập riêng do chấn thương. Cụ thể, Hoàng Đức bị đau ở gối ở mức độ nhẹ và có thể trở lại tập luyện cùng các đồng đội vào ngày mai. Trong khi đó, Tiến Linh chỉ bị tổn thương phần mềm mu bàn chân nên cũng sẽ sớm bình phục trong mùng 1 tháng 2 ngày tới. Điểm đáng chú ý trong những buổi tập gần đây của đội tuyển Việt Nam là các tân binh như thủ thành Tuyên Quang, tiền vệ Hải Huy, hậu vệ Adriano Smith đều thể hiện khả năng hòa nhập rất tốt với môi trường đội tuyển. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng dành sự quan tâm đặc biệt đối với nhóm cầu thủ này và trực tiếp có những thị phạm cần thiết trong buổi tập. Theo lịch, đội tuyển Việt Nam sẽ có cuộc chạm trán với Oman vào ngày 24 tháng 3 trên sân Mỹ Đình. Sau đó 5 ngày sẽ là chuyến làm khách đến sân của Nhật Bản. Hiện tại, sau 8 lượt trận tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, những chiến binh sao vàng mới chỉ có được 3 điểm và xếp vết bảng B. Sau trận thua Việt Nam, tuyển Trung Quốc loại sạch cầu thủ nhập tịch. Huấn luyện viên Lee Seow-pin công bố danh sách 25 cầu thủ Trung Quốc chuẩn bị cho hai trận gặp Ả Rập Xê Út và Oman. 4 cầu thủ nhập tịch đều bị loại. 4 ngôi sao nhập tịch là Elkerson, Logo Ofu, Fernando, Alan đều có tên trong danh sách 39 cầu thủ sơ bộ của tuyển Trung Quốc. Tuy nhiên, huấn luyện viên Lee Seow-pin đã quyết định loại cả 4 cầu thủ trên. Hậu vệ Tias Brunning, Giang Văn Tài được triệu tập, nhưng thực chất hậu vệ 27 tuổi từng khoác áo U21 Anh vốn có gốc Trung Quốc, mẹ là người Trung Quốc. Trước đó, huấn luyện viên Lee Seow-pin cũng không điền tên ngôi sao Gulay vào danh sách triệu tập vì phong độ thất thường của cầu thủ khoác áo Espanyol. Theo lý giải của báo chí Trung Quốc, huấn luyện viên Lee Seow-pin đang muốn tạo ra những thay đổi sau trận thua Việt Nam. Một cầu thủ khác đang thi đấu ở nước ngoài là Lý Lỗi lại được triệu tập. Câu lạc bộ Sơn Đông Thái Lan đóng góp nhiều cầu thủ nhất với 7 cái tên là Yi Siyang, Jin Jin Dao, Liu Binbin, Liu Yang, Wang Dali, Su Xin, Yang Yang. Câu lạc bộ Quảng Châu chỉ còn 5 người gồm Gao Juni, Giang Quan Tai, Liao Lixen, Liu Diandro, Giang Linbin. Tuyển Trung Quốc hiện đã hết cơ hội đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á khi chỉ có 5 điểm sau 8 trận đã đấu, kém vị trí dự play-off của Úc 10 điểm trong bối cảnh vòng loại chỉ còn 2 lượt. Thay cho huấn luyện viên Lee Seow-pin sẽ thi đấu hai cuối cùng của vòng loại World Cup 2022 gặp Ả Rập Xê Út và Oman vào cuối tháng 3. Danh sách 25 cầu thủ Trung Quốc: Gao Tiani, Yi Dabao, Yang Xijie, Yang Junin, Tan Long, Tong Lei, Li Lei, Gao Juni, Yang Wantai, Liao Lixen, Liu Dianzhu, Yang Linpin, Ji Siyang, Jin Jindao, Liu Binbin, Liu Yang, Wang Dali, Su Xin, Yang Yang, Wu Xi, Yu Chenji, Wang Senchao, Yang Junlin, Yai Weijun, Hao Juming. Tuyển Trung Quốc thắng 2 không trong trận giao hữu. Tuyển Trung Quốc chạy đá tốt trước hai lượt trận cuối vòng loại World Cup khi có 2 chiến thắng và 1 hòa trong các trận giao hữu. Chiều ngày 15 tháng 3, tuyển Trung Quốc có trận giao hữu cuối với đội U23 tại Hải Khẩu. Titan Plus cho biết huấn luyện viên Lee Seow-pin dường như tìm ra đội hình phù hợp với sơ đồ 3-4-3. Tuy vậy, tuyển Trung Quốc có hiệp đầu bế tắc trước các đàn em. Chỉ đến hiệp 2, sau khi U23 Trung Quốc thay toàn bộ đội hình, các học trò của huấn luyện viên Lee Seow-pin mới ghi 2 bàn nhờ pha lập công của Liu Zhang và Gao Tiani. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Jankovic, U23 Trung Quốc có những khởi sắc về mặt chiến thuật. Các cầu thủ thể hiện lối đá quyết liệt và có những tình huống lên bóng sắp nét. Quan trọng hơn, họ cho thấy tinh thần chiến đấu mạnh mẽ hơn, khát khao thể hiện và mong muốn thách thức các đàn anh, Titan Plus cho biết. Sau khi hòa 0-0 ở hiệp 1, U23 Trung Quốc thay đổi toàn bộ đội hình. Họ vẫn tỏ ra lấn lướt trước các đàn anh, nhưng việc non kinh nghiệm khiến họ phải nhận 2 bàn thua. Phút 75, Liu Zhang tận dụng thành công quả đá phạt để mở tỷ số. Những phút bù giờ, Gu Xi phối hợp để Gao Tiani dứt điểm cận thành ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Trung Quốc. Tỷ số có vẻ khả quan nhưng màn trình diễn của các cầu thủ tuyển quốc gia trong trận đấu này dường như không khiến ban huấn luyện hài lòng. Trong khi đó, U23 vẫn để thua những phút cuối trận. Huấn luyện viên Jankovic nhiều lần nhấn mạnh vấn đề này nhưng chưa thể giải quyết dứt điểm. Titan Plus nhận định, tuyển Trung Quốc kết thúc đợt tập huấn tại Hải Khẩu. Họ có 2 trận thắng và 1 trận hòa. Trước đó, họ đá 2 trận với Trang Chun Gia Tai, hòa 1-1 ở lượt đi và thắng 5-0 ở lượt về. Tuyển Trung Quốc và đội U23 sẽ bay cùng chuyến sang UAE vào chiều ngày 17 tháng 3. Thầy trò Lee Seow-pin đã nốt 2 trận vòng loại thứ 3 World Cup gặp Saudi Arabia ngày 24 tháng 3 và Oman ngày 29 tháng 3. Trong khi đó, U23 Trung Quốc sang UAE tham dự giải giao hữu Dubai Cup.